Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục review cho các bạn xem cảnh núi khỉ V3. Đây. Những người con vô đây con ngồi quay cha cái. Cho nói thầm không được cái gì. Nè. Cha đi tới là mấy con tiêu. Con ngồi đây con coi coi cha nhìn thấy cha không? Dĩ nhiên là thấy rồi. Thấy tay đầu, thấy tay đây không? Thấy tay không? Thấy đến cái quỳ. Đầu gối. Đầu gối với hai cái đầu gối nhưng mà nó đến đây rồi. Rồi, được rồi. Thấy rõ không? Rõ. Rồi, quay đi. Quay rồi. Rồi, hello, xin chào các bạn nha. Quay từ nãy giờ luôn rồi. Xem cảnh núi khỉ V3. Đó, khỉ nó xuống dưới đây chơi nha các bạn. Khỉ đây nhiều lắm, nó xuống đây nó chơi nè. Nó buổi sáng hôm nay tự nhiên nó kéo xuống dưới cái đoạn dưới đây gần khu vực cáp treo các bạn. Lát nữa mình quay cáp treo cho các bạn xem. Đó, đó nó nhảy à. Rồi để mình quay cho các bạn xem nha. Anh phải nghe nữa. Rồi đây có mấy bạn thanh niên trẻ xuống tham quan mấy chú khỉ nè các bạn. Cho nó ăn chuối kìa. Chạy lên trên này. Này mấy khỉ trước này trời quá trời. Hello. Đó, đây là mấy trái nho rừng. Nguyên cái cây nho rừng đó nha các bạn. Nó có dây leo á. Trái nó chùm. Mà loại nho này nó chua lè. Mấy khỉ bữa nay nó xuống đây nó chơi à. Chơi nó ăn nho rừng. Đó. Bữa nay mấy ảnh di cư xuống cái khu vực tuốt gần ở chỗ cáp treo á các bạn. Mấy ảnh xuống đây mấy ảnh chơi khu vực ở trên chỗ chuồng khỉ chăn teo à. Đấy, mấy ảnh di cư lên nè. Do nho rừng này nó cũng chua lè à. Cho nên mấy ảnh cũng đó, hái ăn đó thấy không? Khi con hái nho rừng nha. Thank you.
đây có bạn khỉ ngồi một mình, solo ngồi một mình luôn. Di cư đi xuống dưới đây nó chơi. Ngồi một mình mà nhìn ảnh đẹp ghê. Nhìn ảnh sạch sẽ, đẹp trai, phong độ. Ngồi một mình chơi vậy. Đẹp ha, đẹp ha các bạn ha. Rồi, lên luôn, đi về luôn. Đó, kéo nhau về luôn nha các bạn. Đó, chơi từ sáng giờ, giờ kéo về á. Video mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Cảm ơn bạn đã xem video. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào.